trừ sự điều chỉnh rất sớm đến từ huấn luyện viên Đinh Thế Nam và Ngọc Mỹ. À, tình huống gây ra những uy hiếp của Jothia cũng đến từ một nỗ lực xử lý cá nhân hành lang cánh trái của U19 Việt Nam. Trong hiệp 1 thì chính Bảo Long cũng là người đã có một tình huống dâng cao để phối hợp với Đức Dương và tạo ra những sự cũng đã gặp vài vấn đề về mặt cảm quan vị trí tại chiến dịch vừa qua ở Indonesia. Đá thẳng chặng. Minh Bắc. Bóng chỉ đập vào cột sau của khung thành. Quả dứt điểm mà Đình Bắc cũng đã khá nắng nót, nhưng bóng đi hơi cao. Tuyến hai, Đình Bắc cú sút ngay. Một cú đá đã đi hơi cao đến từ số 15. Đình Bắc quá nắng nót. Cướp bóng tốt của Đình Bắc. Văn Trường. Tranh chấp tốt của Bảo Long. Đây là Đình Bắc. Văn Trường bảo vệ và che chắn trái bóng kinh nghiệm. Lỗi của cầu thủ áo tràm chứ không còn là Thái Sơn nữa. Pha xử lý quá ấn tượng. Tiếp tục là Đình Bắc, người đã có pha xử lý kỹ thuật trước đó, đưa bóng vào. Tất cả đều lỡ trớn, nhưng đây là anh Tú. Phối hợp Văn Trường xuất bóng. Đình Bắc là người đã rất nỗ lực ở hành lang cánh trái. Anh Tú có một pha khống chế tốt và sau đó phối hợp với Văn Trường. Đáng tiếc là cú đá của Văn Trường chưa đủ lực để có thể khiến cho thủ thành đối phương gặp khó khăn, nhưng đó là một quyết định dứt điểm táo bạo. U19 Việt Nam có thêm những tuổi này của bóng đá Việt Nam. Đình Bắc, những tình huống đâm vào trung lộ quen thuộc. Dám đột, dám đâm vẫn là thế mạnh và sự tự tin của Đình Bắc. Văn Trường, hợp lý. Đường chuyền chính xác cho Khuất Văn Khang, hãm ngực vừa vặn. Tuyến hai sẵn sàng tiếp ứng. 19 Việt Nam có những trải nghiệm thi đấu quốc tế ít ỏi. Và mở bóng tốt là của Đức Anh dành cho người đồng đội Đinh Bắc. Khi đó chúng ta sẽ đá sau khi mà trận Malaysia và Myanmar kết thúc. Đinh Bắc lại là đối đầu tay đôi với đối phương. Đinh Bắc cần có thêm sự hỗ trợ. Trọng tài đã thổi phạt Bin Ezan. Số 25 đã phạm lỗi. Sẽ quen mặt với trường hợp của Bùi Vĩ Hảo và với câu lạc bộ Đà Nẵng là Phi Hoàng. Đinh Bắc tay đứt. Điều chuyền lên là của Đức Anh. Đình Bắc quyết định đột phá. Pha phá bóng rất hay của Đình Bắc đã mở ra cơ hội phản công dành cho U19 Việt Nam. Thái Sơn cánh trái đang rất thoáng với Đình Bắc. Bảo Long quá treo bóng. Cơ hội cân bằng hơn so với việc chỉ dùng một tiền vệ lùi sâu thôi. Chuyển hướng rất tốt. Đình Bắc chồng biên. Bảo Long đưa bóng vào. Dứt điểm. Phá. Thôi. Một gol. Đó là Đình Bắc. Thành quả đã đến sau những sức ép liên tục đến từ đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Thế Nam. Và lần này thì niềm vui đã trọn vẹn với các chàng trai áo đỏ. Giảng Tân có thể không dứt điểm thành công ở pha bóng đầu tiên, nhưng Đình Bắc đã kịp thời có mặt để tiếp ứng. Và chỉ cần chạm bóng thôi thì số 15 đã mang về bàn thắng vươn lên dành cho U19 Việt Nam. Một tinh thần nhập cuộc quá tuyệt vời đến từ đoàn quân huấn luyện viên. Đấu thường xuyên tại giải U19 Đông Nam Á mới là hướng tấn công chủ đạo. Đình Bắc. Đình Bắc đã có một pha xử lý ở tốc độ cao tốt. Thêm một tình huống phối hợp tam giác thành công. Và Đình Bắc đã có cơ hội để tung ra cú đá. Đình Bắc đã có ý đồ vứt quả bóng. Quả đá phạt là của Đình Bắc. Thủ thành bên phía U19 Thái Lan là Narongsak đã cần đến 2 nhịp mới có thể bắt gọn được quả bóng. Thanakrit. Quả đưa bóng vào. Rất nguy hiểm, bóng đã chạm sàn ngang, cú dứt điểm.
với người thoát xuống là Thanagrid Lacroix. Đình Bắc rất tốt, đồng đội xin bóng vẫn đến được với vị trí của Thái Văn Thảo. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ, tất cả đã sẵn sàng cho được các cầu thủ lừ và kéo quả bóng quá mạnh và bỏ lỡ cơ hội. Đây là cú việt phút phát trong bằng chân trái của anh Tú chưa thành công, nhưng vẫn đang là các cầu thủ áo đỏ. Đình Bắc dứt điểm từ xa, sẽ có một quả phạt góc dành cho U19 Việt Nam. Chút trụ nhưng bóng vẫn đang thuộc về phía các cầu thủ áo đỏ. Đưa bóng ra bên cánh trái, thôi không được. Quốc Việt rất thoáng bên trái dành cho các cầu thủ U19 Việt Nam. Đình Bắc bóng xuống đáy biên, đưa bóng vào dưới chân khiến anh Tú không thể kiểm soát ở nhịp một. Đường chuyền mở biên tốt đến từ Vũ Văn Sơn, bóng lại thuộc về Đình Bắc. Hành lang cánh trái nơi có sự xuất hiện của Đình Bắc và sự hỗ trợ của Quân Văn Khang đang là một hướng tấn công chủ đạo của chúng ta ở những phút đầu tiên trận đấu này. Quân Văn Khang thả qua người tốt. Đình Bắc vẫn là Đình Bắc, cú đá từ xa, một pha xử lý rất tự tin của số 15. Trái thoáng, tiếp tục là pha dẫn bóng của Đình Bắc rất hay. Bảo Long đưa bóng vào, bắt đầu Đình Bắc. Vẫn là Đình Bắc, đưa bóng sang biên trái dành cho Phan Văn Khang, lại là đường chuyền vào, coi không được. Theo dõi trận đấu chung kết này rất thoáng, đây là cơ hội dành cho U19 Việt Nam. Đình Bắc vào không, vào không, không vào. Sau đó có lẽ là một tình huống hơi tham bóng của Quốc Văn Khang, một cơ hội phản công dành cho U19 Việt Nam, và chúng ta có đông quân số hơn trong pha bóng vừa rồi. Đình Bắc đã lựa chọn cho mình một quyết định dứt điểm ngay. Bảo Long, Đình Bắc vẫn đang là Đình Bắc, đối phương đã kéo áo hưởng chất lợi thế. Bắt bóng không thay đổi người bên phía U19 Việt Nam, người rời sân là Đình Bắc và vào sân sẽ là số 13. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.